Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy. Hôm nay là 12 cây ha. Ngày hôm nay là 27 tháng 1 và cái lô chữ cái là chữ K. Bắt đầu từ con K1 và con cuối cùng ở dưới là K12 nha anh em. Hôm nay thì gồm có là 10 cây cắt cỏ và 2 cây cưa. Cưa thì nòng đứng, nòng nằm luôn đầy đủ nha anh em. Thì hai con này là anh em có thể là cưa khai thác tầm trung được luôn ha. Còn cắt cỏ thì nằm từ 31, 32 ly nè, 33, 34 ly. Hôm nay thì con còn đầu lưng, con này Echo 240 nè, 34 ly nè. Thì mấy con 34 ly, 33 ly thì anh em có thể là cắt cỏ cứng, cỏ dày được nha. Còn cỏ nhỏ nhỏ thì anh em lấy tầm 31, 32 ly được rồi. Cỏ vườn rồi kia rồi đó. Ha. Phụ tùng theo cho mình thì cắt cỏ sẽ là 6 món nha anh em. Còn cưa thì là 4 món ha. Anh em chốt cái gì thì anh em nhớ phụ tùng theo cho mình bao nhiêu món đó. Để khi mà hàng đến đó thì anh em còn có thể là kiểm tra được ha. Chốt hàng anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo nha. Hình thức mua bán bên em là bao ship tặng nhà và được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Là hàng tới nơi anh em được kiểm tra máy, được kiểm tra phụ tùng và được thử máy luôn. Máy ở đây là máy hai thì gồm cưa cắt cỏ luôn nha anh em. Hai thì anh em pha tỷ lệ giùm em là 1 lít xăng 40cc nhớt hai thì giùm em và anh em đổ vô anh em thử luôn. Ở bên em thì bên shipper người ta sẽ đợi cho anh em. Thì đợi nhưng mà anh em cũng có gì anh em tranh thủ anh em thử nhanh nhanh đi, có gì shipper người ta còn đi giao nha anh em. Tại vì đầu năm thì hàng nó ứ rất là nhiều nên có thể là khối lượng giao cũng rất là nhiều á. Có gì anh em tranh thủ giùm em ha. Rồi, địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh em xem clip nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nha anh em. Thì máy ở đây thì em đã có ghi cho anh em là cái mã máy nè. Ví dụ như con này là con K5. Đó, thì anh em nói là ví dụ anh em muốn chốt con này thì anh em nói là anh chốt con K5. Ở đây thì mới ghi là nòng 32 ly là cái trái piston đó nha anh em. Còn công suất của nó là 23cc thì công suất thì hồi tới con nào em sẽ nói con đó. Còn giá ở đây thì đã bao gồm phí ship phụ tùng 6 món. Tới nơi anh em việc trả đúng chủ tư thôi, ví dụ như con này. Còn anh em mua thêm ví dụ như là mua nhớt nè, hoặc là mua thêm cái lưỡi này kia đó, thì anh em mua cái gì thì tính thêm cái đó. Còn anh em không mua thì chỉ việc anh em trả đúng chủ tư thôi. Thế thì cái này em nói trên live, anh em có chốt thì em sẽ, ví dụ như em có mua thì em sẽ cộng tiền, em sẽ nói sau cho mình. Thì anh em cứ yên tâm ha. Tới nơi đúng máy thử ok còn lành hết thì anh em thanh toán cho shipper thôi. Đó, nói chung là bên em bán không có lấy cọc cho nên là anh em cứ yên tâm về cái mặt hàng bên em ha. Rồi em vô con đầu tiên cho mình là con máy cưa K1 ha. À quên nữa anh em. Đây giờ quên. Đây thì có cái đầu máy. Hôm nay em lên cho anh em cái đầu máy Mitsu TL20 nha. Con này rất là đẹp luôn. Giờ em test nổ cho mình ha. TL20, con này thì zin nha anh em, máy zin, bình xăng con zin, bình xăng lớn thì mới ha. Đây lốc có dập mắt in da băng đồ đầy đủ cho mình hết luôn nha. Đó, con lăn trần đào, con này nói chung hình thức thì còn đẹp nha anh em. Cái đầu máy trong này nó có cái bố luôn nha. Cái tâm này thì bên em gắn vô để thử máy thôi, chứ hàng đi thì không có cái tâm. Nếu anh em nào lấy luôn cái tâm này thì thêm 80.000. Ha, còn anh em nào lấy cái đầu máy không thì nó 1 triệu, 1 triệu thì trong đây nó có cái bố côn luôn rồi nha. Ở cái tâm thì thêm 80.000, còn không thì anh em bỏ cái bố côn lại thì chỉ diện 1 triệu thôi. Thì 1 triệu thì cộng thêm phí ship khoảng 30.000 nữa nha anh em. Tại vì cái đầu máy thì em không có bao ship, hay là 1 triệu thêm cái đầu ship 30.000 nữa thì khoảng 1 triệu 30.000. Đó thì bên em là bán cái đầu máy gì không nha. Thì anh em nào về ở nhà có cái bộ cần rồi á thì anh em gì gắn vô anh em xài thôi. Tâm này tâm 260 luôn nè. Chỉ cần bộ cần 260 rút vô là vừa luôn, là xài thôi. Ha, nó rẻ là được một khúc luôn đó nha. Rồi cái đầu không này em bán 1 triệu nha anh em, 1 triệu thêm tiền phí 30.000 nữa ha. Rồi vô con đầu tiên là con K1. Tiếng máy phải gọi là cực kỳ giòn luôn. K1 là con Shinewa, này là Shinewa 352 ha. Nòng 40 ly, 35cc. Hình thức thì còn đỏ ao hết luôn nha anh em. Tới cái chỗ mà cái chỗ gài của nó mấy chỗ mới cách ra mà còn trắng tươi nè. Là anh em biết cái độ mới cái này. Quá đẹp luôn ha. Con này thì anh em chỉ việc xăng phơi nhớt đổ vô, xong rồi cái e nè, anh em kéo ra. Anh em giật khoảng 3 đến 4 cái là xăng nó sẽ tự động hút bình xăng con. Xong anh em đẩy vô là nó mở e nè, rồi anh em vừa lên ga anh em vừa giật là nó chạy luôn. Hình thức con này còn trên 90% nha anh em. Anh em nhìn cái lốc nè. Còn đỏ ao luôn ha. Làm zin luôn, hai mặt thì nó còn chữ Shinewa cho mình luôn nha anh em.
xích thì còn được khoảng 80% về cái độ dày nha. Con này phải gọi là hàng xuất sắc, hàng VIP luôn nha anh em. Đây còn mới tanh luôn ha, nòng 40 ly 35cc thì anh em có thể là dùng cưa khai thác tập trung được luôn rồi nha. K1 giá 2.900.000 ha. Tiếp theo là con K2. Em phái chỗ là cái bô nè, với tiếng máy nó nổ nghe rất là giò, rất là đã luôn. Bởi vì mấy anh em ở miền Tây đó, người ta rất là ưa chuộng mấy cái dòng này anh em. Nghe nó rất là đã, rất là đanh luôn ha. Đây là G365, nòng 40 ly, 36cc ha. Con này thì nó chỉ có khuyết điểm một chỗ thôi, là cái chỗ trục giật này bị mẻ hết răng này thôi anh em. Duy nhất cái chỗ này thôi, còn lại thì coi ok, còn lành hết cho mình luôn nè. Mặt tiền cũng còn rất là đẹp luôn. Máy thì còn nó ao luôn ha. Con này thì nó chỉnh găm ti bằng tay luôn nha. Đây, anh em việc chỉnh cái nút này thôi. Nó khá là tiện cho mình luôn á. Nè, muốn tăng hay giảm gì anh em gì chỉnh cái nút này thôi, không khi mà anh em sử dụng nó không cần phải đem theo ba cái linh kiện ốc vít này kia, chỉ cần là tay mình dặn thôi ha, làm ra tinh luôn, đầu lâm bự luôn nha anh em. Cho nên là mấy con này anh em đi cưa khai thác là ngon là lành cành đào luôn á. Xích thì bên em đã thay bộ xích mới 100% cho mình luôn rồi nè. Đây ở về anh em việc anh em sử dụng thôi, mới 100% luôn nha. Đầu ra tinh thì còn bao dày dặn cho mình luôn, rất là mới luôn nha anh em. Thép nè còn rất là dày luôn ha. Ốp lam bằng nhựa nha. Đây, ốp lam thì có hai ốc chịu nè, hai ốc đầu đĩa 10 ha. Ốc thì còn mới luôn nha anh em, chưa có dấu hiệu bị tà luôn á. Nè, còn cực kỳ mới luôn. Ốc thì còn 7 màu nè. Trắng tay thì còn nguyên luôn ha. Quá đẹp. Hôm nay làm lựa hai con máy cưa này em lên cho anh em là hàng xuất sắc luôn á nha anh em. K2 giá 2.900.000 ha. Tiếp theo là con K3. Con Honda, con Honda là Honda 2 thì nha anh em, chứ không phải Honda 4 thì nha. Xăng thì cũng là xăng pha nhớt luôn đó. Con này nòng 32 ly, 23cc, Honda UMK23. Con này bình xăng con là 2 kim mới nha anh em. Bình xăng lớn thì nó bình zin nha, bình còn đẹp nè. Áo thì nó liền lạc, không bể không vỡ đâu hết luôn ha. Đây, khá là đẹp nha. Áo liền lạc cho mình luôn. Bên hông thì nó cũng có tem mát và số seri luôn nè anh em. 1003207 là số seri của máy ha. Tôm con này là tôm liền tôm nhựa nha. Thì anh em nào dùng để cắt cỏ thì anh em nên lấy những con tôm liền tôm nhựa thế này. Tại vì tôm liền thì cái dòng tua nó quay nhanh hơn, nhựa thì nó nhẹ. Còn anh em nào dùng như sau này cần tháo gời đầu máy thì mình nên lấy tôm gời. Thì cái giá cả nó cũng có chênh lệch và cái ưu điểm nó cũng có riêng đó. Thì anh em tùy theo cái nhu cầu anh em xài mà anh em mình lựa máy ha, cho đúng mục đích. Còn anh em nào cứ như mới xài còn băn khoăn chưa biết sử dụng như thế nào, chưa biết lựa như thế nào thì có thể liên hệ với em, bên em sẽ tư vấn cho mình nha anh em. Tư vấn ok lành hết thì anh em hãy chốt cho nó dễ ha. Rồi tay đôi gai giữ nha anh em. Hàng cắt cỏ này không phải ai cũng xài, cho nên là nhiều khi người ta sử dụng cần người ta mới mua á. Cho nên là nhiều khi mình không có biết, không biết chuyên sâu, không biết đường lựa thì anh em cứ đừng ngại liên hệ với em ha. Bên em sẽ tư vấn lựa cho mình một con máy ưng ý nhất ha. K3 giá 1.300.000 nha anh em. Tư vấn không tốn tiền đâu, cho nên anh em cứ yên tâm nha. K4. Tư vấn thì không tốn tiền nha anh em, mà tới khi anh em mua mới tốn tiền thôi nha. Cái đó anh em yên tâm. K4 là con Tanaka ha, nòng 32 ly, 23cc. Con này thì máy là máy bugi đứng nha anh em. Thì anh em cũng biết rồi, cái dạng mà máy bugi đứng á là lửa đánh rất là tốt, cho nên là rất là nhạy nổ và chạy cũng có phần nó khỏe hơn mấy thằng bugi nằm ngang chút xíu. Ha, cho nên là nó có phân biệt giữa nằm ngang và nằm bugi đứng đó. Bình xăng con thì nó là hai kim mới nha anh em. Bình xăng lớn thì bình zin, bình xăng thì còn trắng đẹp cho mình luôn.
Tôm mới là tôm liền, tôm nhựa ha. Máy thì nó dùng công tắc ấn này nha nè, vì ấn vô cái tắt thôi. Áo thì nó liền lạc hết, không bể không vỡ đâu nha. Đây, xuất sắc ha. Rồi, máy thì nó cũng dùng là tay đôi gai dữ nha. Láp trắng cỏ đầu bò thì nó zin hết cho mình luôn. Cái này thì cũng thuộc dạng phân khúc cho anh em mình dùng gia đình, các cỏ vườn, cỏ nhà, cỏ nhỏ nhỏ này kia rồi đó ha. K4 giá 1.300.000. K5. K5 là cái con cơm Matsu G2KM nha anh em. Nè, thì nó cũng giống như thằng G2KC vậy đó, đồ giống nhau thôi. Con này nòng 32 ly, 23cc ha. Đặc biệt cái con này hôm nay ở chỗ là bình xăng con là hai kim zin luôn nha anh em. Ở đâu lạc lõng được một con máy như thế này đâu. Ở đâu phải gọi là cực kỳ hiếm luôn mới có một con mà G2KM 2KC mà bình xăng con hai kim zin nha. Bình xăng lớn là bình zin hay bình xăng lớn mới nha anh em. Bình xăng lớn thay mới nha. Nói hồi bị lẹo luôn. Tôm đó là tôm liền, tôm nhựa ha. Ồ đó ao luôn nha anh em. Đây. Áo thì cũng là liền lạc, không bể không vỡ đâu hết luôn nè. Máy thì nó dùng công tắc ấn đây ha, công tắc zin theo máy nha, nằm bên hông luôn. Rồi, máy cũng là tay đôi gai dữ nha anh em. Dòng này thì bao cho anh em bền luôn. Cực kỳ bền luôn nha. Xăng pha nhớt đầy đủ là bao cho anh em xài luôn, không biết gì nào hư. Cực kỳ bền. K5 giá 1.400.000 ha. Tiếp theo là con K6. Mới luôn anh em ơi. Đây. Dây giật thì còn trắng tươi nè. Mới tinh luôn ha. Con này là Maru 26 nè, nòng 31 ly. Ủa Maru 21, nòng 31 ly, 21cc nha anh em. Này thì tình trạng nguyên zin nguyên bản như mình và hình thức thì nó còn như một con máy mới luôn anh em ơi. Áo nè. Long lanh luôn, bình xăng con căng ngang zin nè. Bình xăng lớn cũng là bình zin luôn nha. Như chưa đổ xăng luôn. Rồi, trong lốp thì có dập bách in da băng cho mình nha. Lóc thì cũng con mới chát luôn nè ha. Rồi, tôm liền, tôm nhựa nha. Cũng là một màu mới chát luôn nha anh em. Máy thì dùng công tắc ấn zin ha. Đây. Tay con này thì nó giống như là tay bóp đó. Anh em kéo nè, buông ra là tự động nó chảy chỉ cũ. Còn anh em nào muốn kéo tới đâu nằm tới đó thì anh em siết ốc là cứng vô cho em. Cứng vô một cái là nó thành ra chết luôn, thành ra dữ luôn. Còn mà để nguyên trạng như thế này thì sẽ là nhiều cái ga bóp. Ha, rất là hay luôn nha. Láp trắng cỏ đầu bò zin cho mình hết luôn nè. Như một con máy thùng luôn nha anh em, như chưa đổ xăng. Quá đẹp, ốc bô anh em còn nhìn nè, mới tinh luôn ha. Cực kỳ mới luôn. K6 giá 1.400.000. K7. K7 là con Kawasaki, con này thì nó là TG25 nha anh em. Nòng là 32 ly, 25cc ha. Con này thì bình xăng con 2 kim mới nha. Dạng này thì phải thay mới anh em, tại vì bình xăng bít tâm ga của nó chạy không có được ngon, không được bốc anh em. Cho nên là thường mấy con này bên em sẽ thay bình xăng 2 kim mới hết, để cho xa máy nó chạy nó có hết cái quy luật của nó được. Bình xăng lớn, zin. Chân chở bình xăng đầy đủ cho mình. Lốc nè. Máy thì nó là tôm gời, tôm nhôm nha anh em. Tôm này thì anh em cũng có thể tháo ra, anh em gắn xịt thuốc, chế cháo gì cũng được. Nó giống như mấy thằng TG1820 gì đó. Công tắc gạt ha. Lên là mở, xuống là tắt nè. Con này tay đôi, gai dữ nha nè. Tay này tay zin đó nè, tay sắt. Thì nó có hơi bị xét xét chút xíu. Cái này anh em để nguyên cũng được. Mà anh em muốn thay mới thì anh em báo em sẽ thay mới cho mình luôn. Không sao hết. Mà thường thì em thấy tay zin theo máy thì nó ngon hơn anh em ơi. Xét xét nhưng mà được zin, xài ok ha. Nè, nó có hơi xét này nha. Đó, anh em xem được thì anh em để nguyên, còn không được thì báo em sẽ thay cho mình ha. Láp đầu bò zin cho mình hết luôn nha. Tàng tàng mấy hàng bèo bèo gì chứ thấy ngon lắm nha anh em, chạy rất là bốc rất là bền. K7 giá 1.550.000 ha. 66 bề ngoài vậy đó chứ chạy rất là ngon nha. K8.
Rubin, trong này em còn gọi là Rubin thầy chùa nha anh em. Nồng 34 ly, con này 25cc ha. Bình xăng con ra ngang zin cho mình nè. Bình xăng lớn thì đã thay mới nha anh em. Áo con này thì chỗ cái áo bô này bị mẻ hết hai găng này. Mẻ một găng à, găng này nó có nó bị cũng gãy nhưng mà nó cái nó dính lại nè. Nó vô khớp luôn á. Còn cái này thì lì ở ngoài. Nè, đó thì anh em lưu ý giùm em nha. Cái này bị bên cái áo bô ha. Còn lại thì ok hết. Tâm nhôm nha anh em. Máy thì nó dùng công tắc ắn này ha. Áo thì còn màu xanh vàng luôn. Cũng còn khá là đẹp. Đây, tem mát thì còn ok nguyên si hết cho mình luôn. Mà thấy mình xăng con zin là thấy thơm mà thấy im rồi. Tay đôi gai dữ ha. Láp còn tem mình luôn nha. Robin NB253 luôn. Đây, bô thì còn trắng phiếu luôn. Ha. K8 giá 1.6 triệu nha anh em. Quá quá rẻ luôn. K9. Chính là con Mitsubishi TL231 nha. 231 thì ốp giật nó có trợ lực nè. Con này em thấy bình xăng con xịn sò nhất luôn anh em. Hai kim mà e tự động luôn nè. Đây, đóng e nè, lên ra là tự động nó trả về. Bình xăng con xịn sò nhất của các cỏ luôn nha. Bình xăng lớn là bình zin. Tâm của nó là tâm liền, tâm nhựa ha. Đây, mô đem máy còn luôn nha anh em. 231, số ghi là 097040 ha. Tay đôi, gai giữ nè. Công tắc thì nằm chính tay luôn anh em ơi. Lắp đầu bò zin cho mình luôn. Trợ lực mà hai kim le tự động nữa thì phải gọi là quá xinh xò luôn ha. Một sự kết hợp hoàn mỹ luôn. K9 giá 1.750.000. Nồng thì 31 ly nha anh em, 23cc ha. Tiếp theo là con K10. Thấy quá trời đã luôn ha anh em. Đó, giống như mà mấy thằng chạy xe mà nó nẹt vậy đó, là chứng tỏ mấy thằng đó độ xe rất là im, tại vì xăng nó qua ngọt sớt à. K10 là cái con Echo Kiwit nồng 34 ly, 26cc. Nói chung con này thì em thấy là ok đó. Chỉ có cái điểm trừ là cái áo nó hơi xấu thôi anh em ơi. À, nó hơi xấu thôi. Này thì cái vỏ áo thôi nha. Còn máy móc thì bao cho anh em ngon lành. Đặc biệt bình xăng con hai kim luôn nha. Chụp giật trợ lực luôn nè. Bình xăng lớn thì còn mít tinh luôn. Mà không biết cái áo này nó để kiểu gì mà nó bị chày quá tròn luôn. Nó hơi uổng cái áo thôi. Ha. Chày thôi nha anh em chứ không có sao. Này Echo 4 số là 2625 26cc 34 ly. Suzuki máy còn luôn nè. Anh em nào cẩn thận thì có thể chụp màn hình Suzuki lại. Khi mà hàng đến anh em có thể là kiểm tra Suzuki. Đúng hàng đúng số thì anh em nhận ha. Rồi tôm con này thì nó là tôm liền tôm nhôm nha anh em. Phía ngoài thì nó còn cái lớp ngoài bảo vệ cái nước xương tôm nè. Đây nó còn chữ da băng luôn nè. Anh em thấy không? Nó thiết kế phải gọi là đầy đủ thông số cho mình hết luôn nè. Tay bóp luôn ha. Công tắc trên tay. Tay bóp theo kiểu tay đơn nha anh em. Lắp đầu bò zin ha. Anh em nào xài được thì mình để nguyên, còn không xài được thì có thể báo em sẽ đổi cho mình tay đôi. Tay đôi gai giữ nha anh em. Hai kim thấy thơm rồi. Ha. K10 giá 1.800.000 nha anh em. Do cái áo này hơi xấu cho nên là em bán theo giá cái màu áo nha. Chứ con này đẹp thì em bán thường là phải 2 triệu á. Nếu anh em xem kênh của em nhiều thì anh em cũng biết mấy cái dòng này rất là có giá trị. Tiếp theo K11. K11 là con Mitsubishi TL26 ha, nồng thì 33 ly, 26cc anh em, áo đỏ ao luôn, quá tuyệt vời.
Bình xăng con 2 kim zin. Trong lốc thì có dập bách in cho băng cho mình nha anh em. Bình xăng lớn thì đã thay mới nha. Được cái thì mấy cái dòng này nó là tum gời, tum nhôm anh em. Tum này thì bao cho anh em tháo ra, gắn xịt thuốc, chế cháo, ok, gắn vô là vừa hết luôn á. Công tắc ăn, đây ha. Đặc biệt bộ tay bóp hệ, tay bóp mỗi dịch luôn nha. Láp trắng cỏ, đầu bò, zin cho mình hết luôn. Áo quá đẹp luôn anh em ơi, đó ao nè. Tem mát còn nguyên si cho mình hết luôn. Mô đem máy nè, số series máy còn luôn, 368, 367 ha. K11 giá 2.600.000 nha. Cuối cùng K12. K12 là con Echo 240. Dòng này thì dòng Echo đeo lưng nha anh em. Thì anh em có thể quải lên hai vai nè, thì nó anh em nhìn bề ngoài nó khá là cồng kềnh, khá là gù ghề, nhưng mà anh em quải được hai bên đó thì nó rất là nhẹ nha. Ốp lưng thì mềm sụm cho mình luôn. Này ốp lưng như đeo zin theo máy cho mình luôn ha. Nòng 34 ly, con này 24cc, chụp giật trợ lực lớn, chụp giật chi thiệu luôn nha anh em. Anh em thấy giật rất là nhẹ ha. Bình xăng con bình zin cho mình nè. Bình xăng lớn có là bình zin luôn ha anh em. Tum nó là tum liền, tum nhựa ha. 240 nè. Tem lơi ma còn cho mình luôn. Hình thức con này em thấy còn rất là đẹp nha anh em. Rồi ga nè, công tắc nè ha, tay lái, đầu bò đầy đủ cho mình hết nha. Con này thì được cái là nguyên zin nguyên bản 100% hết luôn. Mà 34 ly nữa thì anh em có thể cắt cỏ rất là mướt, rất là khỏe ha. K12 giá 1.550.000 nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.